Cộng hòa Séc thông báo sẽ chuyển giao 2 khẩu đội tên lửa phòng không cấp cho Ukraine, đi kèm với cân nhắc viện trợ máy bay chiến đấu L-159. Tổng thống Cộng hòa Séc ông Petr Pavel thông báo nước này đang chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine 2 khẩu đội hệ thống phòng không 2K-12 cấp cùng một số tên lửa đi kèm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường tiềm lực quân sự trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Ông Petr Pavel nhấn mạnh rằng Ukraine có thể ngay lập tức vận hành các tổ hợp cấp được cung cấp, bởi vì họ có các chuyên gia được đào tạo để làm việc với loại thiết bị quân sự này. Cần lưu ý rằng 2K-12 cấp là biến thể đời trước của hệ thống 9K-38 Buk-M1 mà quân đội Ukraine có rất nhiều trong biên chế. Với những chiến công lập được trên chiến trường Trung Đông, tổ hợp cấp đã nhận biệt danh 3 ngón tay thần chết vì số lượng đạn đánh chặn trên mỗi xe mang phóng tự hành là 3 quả. Mặc dù đã cũ nhưng các tổ hợp cấp vẫn tỏ ra hữu ích đối với quân đội Ukraine trong tình cảnh hiện nay, đặc biệt khi chúng có thể được Ba Lan hiện đại hóa để phóng tên lửa M7 Sea Sparrow mà Mỹ đã cam kết viện trợ. Hệ thống phòng không cấp Cộng hòa Séc viện trợ Ukraine có thể được nâng cấp theo cấu hình Ba Lan. Trước đó, Cộng hòa Séc đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1 cùng khá nhiều xe bọc thép, cũng như một khối lượng đáng kể đạn dược. Đây là một trong những nhà tài trợ khí giới lớn nhất của chính quyền Kyiv kể từ khi chiến sự nổ ra. Tổng thống Petr Pavel còn lưu ý rằng Cộng hòa Séc có thể cung cấp các gói viện trợ bổ sung, không chỉ từ nguồn dự trữ quốc gia của mình, mà còn từ kho của các nước thứ ba. Không chỉ có vậy, Prague bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng chuyển giao máy bay L-159 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Loại chiến đấu cơ này có thể được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực trên không. Đây là diễn biến đáng chú ý, bởi chưa có một quốc gia NATO nào khác công khai ý định cung cấp máy bay chiến đấu cho không quân Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.